Xin chào anh em, chào anh em trở lại với kênh Yêu Công Nghệ. Và trên tay mình hôm nay đang là một chiếc đèn nằm trong cái series đèn nhẹ nhưng công suất lại rất là lớn. Thì hôm nay chiếc đèn này có gì đặc biệt, chúng ta hãy cùng mở hộp ra để xem có gì hay. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra để xem bên trong có cái gì. Xịn không? Đây, thì để trước khi xem bên trong hộp có gì thì mình sẽ điểm qua một vài thứ này. Đó, chúng ta sẽ một chiếc đèn, một chiếc túi để carry chiếc đèn này luôn, một cái ngàm Bowens, một cái nắp bảo vệ 3 mét dây và một nguồn 220V cộng với một cái là gọi là NATO ve và một cái thẻ bảo hành. Đó, này, lâu lắm mới được mở chiếc đèn xịn sò như này. Ôi, ngoại hình con này đúng là đỉnh. Uầy, cái này hay cực kỳ nhá. Bình thường nhá, các bạn mở ra không là chiếc đèn, cái hộp này nó sẽ rơi xuống, sẽ đập xuống, nhưng mà không. Đây, nó có cái phần giữ này để cho chúng ta đảm bảo gọi là một cái chắc chắn nhất. Đấy, và khi mở ra cũng rất là xịn sò này. Nhìn thấy cái chữ tên bảng hiệu luôn. Đấy, nhân vật chính của chúng ta đây. Đây là chiếc đèn Cobor CL220R. Đấy, với mã hiệu suất là khoảng tầm 220V cho đèn trắng và vàng. Còn nếu như mà các bạn dùng sang RGB nó sẽ chỉ khoảng tầm 100W thôi. Đấy. Chiếc đèn này thì nặng khoảng chưa tới 2 cân, mình nhớ là khoảng 1 cân 6. Và chiếc đèn này được làm bằng hợp kim aluminum và như ABS này nó cầm rất là nhẹ nhưng vẫn có một cái độ chắc chắn nhất định cho các bạn khi sử dụng cái kiểu SH đấy. Đây chính là bộ nguồn của nó này. Đấy, nguồn con này cũng không phải quá hầm hố bởi vì sao nó cấp nguồn khỏe nhưng mà bộ nguồn rất là nhẹ. Đây là một chiếc ngàm. Đấy, chiếc ngàm con này làm được thon gọn lại, nó không làm lớn những cái chiếc ngàm khác nữa. Rồi, đây không để các bạn đợi lâu, mình sẽ test đèn luôn nhé. Ok, các bạn thấy này, phần trên này nó là có chữ CLR Cobor 220. Thì công suất của con này 220V như mình đã nói rồi. Và để trước khi để sử dụng đèn, mình vẫn luôn nhắc các bạn là hãy tháo nó bảo vệ ra, bởi vì rất nhiều người vẫn rất là hay quên. Thế là chúng ta nhấn vào đây. Lại cũng như những chiếc đèn khác thôi, nó mở. Đó, tháo cái ngàm ra nhé, nó bảo vệ này. Không thì khi chúng ta sử dụng đèn ấy, nó sẽ cháy và nó sẽ chảy ra. Đây, chúng ta hỏng luôn cái đèn nhá. Rồi, thì trước khi mình sử dụng đèn lên thì ở đây nó sẽ có một cái phần nữa. Đó, nó một cái gọi là lỗ nhỏ này, bỏ những cái ô này vào. Cái ô này làm gì? Đây, cái ô này để hắt ngược sáng lại. Thì lát nữa mình cũng sẽ test cho bạn xem luôn. Đây, mình sẽ lắp lên trước nha. À, nhìn này. Đấy, hắt ngược sáng lại các bạn nha. Đấy, các bạn thấy đỉnh không? Đấy, mình rất thích những cái con đèn nào mà kiểu nó có sẵn những cái kiểu gọi là có công dụng nhỏ nhỏ như này ấy. Đấy, nó sẽ hỗ trợ thêm cho chúng ta rất là nhiều. Các bạn thấy không? Đấy, đây là công dụng của cái phần lỗ này. Đấy, nó sẽ giúp chúng ta hắt sáng. Đây, mình mới chỉ để cho 17% thôi. 17%, các bạn nhìn này, khi mình tăng lên này. Đó, các cái chỉ số nó sẽ hiển thị to ở trên này luôn chứ nó không hiển thị nhỏ nữa. Đây, chúng ta kiểu có thể nhìn rõ nhất đấy. Đấy, đây ánh sáng vàng mới chỉ có 57% nhá, mắc này. Úi xồi. Nó thật là vã trưởng luôn. Đây, mình thử đổi sang ánh sáng trắng lên mà. Đây, vàng nhất của nó là 2007 này, xem ánh sáng trắng không? Ánh sáng trắng 6005 cơ. Các bạn thấy sáng không? Cực kỳ sáng luôn. Đây là ô này gọi là ô hắt sáng. Chúng ta không cần phải đứng cầm cái hắt sáng mà cái hắt sáng nó vẫn, ánh sáng nó vẫn đẩy về phía chúng ta. Đó. Đây, mình sẽ giảm ánh sáng đi nha, cho nó dịu đi một tí. Rồi, thì ở phần bên này nó sẽ là cái phần đổi chế độ. Đó, đây chế độ RGB này. Mình cũng rất thích chiếc đèn nào nó có chế độ đổi RGB như này luôn, vừa có ánh sáng vàng vừa có ánh sáng kiểu màu ấy, kiểu nó chất ấy. Đấy nha. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ tắt đi. Gắn cái chóa lên đã. Đó, đây là các bạn đang được nhìn ánh sáng qua chóa. Ánh sáng qua chóa này. Đây, mình sẽ để ánh sáng thường. Đây, chế độ effect này. Effect này có rất nhiều các chức năng. Đấy, chúng ta vẫn có thể điều chỉnh độ màu. Và chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ sáng. Hoàn toàn rất là hay. Đấy. Effect tiếp này. Effect tiếp này. Rất nhiều chức năng nhé. Rất nhiều chức năng cho một con đèn. Đó. Đấy, cực kỳ. Chúng ta thể điều chỉnh level 2, level 3, 4 này, nháy liên tục này. Effect tiếp này. Đổi này. Nháy tiếp này. Red này. Đấy không, hiển thị trong đèn nó sẽ như thế. Đấy. Và cái nút này nó sẽ nhảy về 0, 25, 50, 75, 100%. Đấy. Và bên này chỉ là phần điều chỉnh thôi. Đấy. Khi các bạn không nhấn nút trên này thì chúng ta có thể nhấn nút ở bên trái nhá, không nhấn nút mút bên này, nhấn nút bên trái có thể điều chỉnh luôn. Và nó có một chức năng nữa rất hay, đó chính là kết nối Bluetooth. Những chiếc đèn kết nối Bluetooth là những chiếc đèn cực kỳ có giá trị trong cái thời đại hiện tại. Rồi sao? Chúng ta không phải mua thêm cái điều khiển nữa. Mua thêm điều khiển rất là tốn tiền. Nó rơi vào khoảng tầm 300 đến 400 nghìn để mua một cái điều khiển để điều chỉnh đèn từ xa. Vậy tại sao bạn không sử dụng một chiếc đèn có Bluetooth sẵn đi để cho chúng ta có thể sử dụng trên app luôn. Ngàm Bowen nha các bạn nhớ nha. Đấy, nó sẽ tích hợp với những cái softbox mà có ngàm Bowen như đây.
Ở phía này mình thấy rất là thích cái chiếc đèn này, bởi sao? Nó ghi là do not touch metal cover glass, tức là không được động vào đây, không động vào cái đèn này, không cái led này, cái led này rất là quan trọng. Động vào cẩn thận hỏng ấy, hỏng nó mất tiền đấy. Mình sẽ lắp ngàm lên. Và bây giờ mình sẽ test cả Bluetooth lẫn qua softbox thì ánh sáng nhìn nó sẽ như thế nào nhé. Đó, ở trên này nó sẽ có một cái phần gọi là phần nút set này. Khi các bạn nhấn vào đây nó sẽ hiện ra một cái link app ở dưới là pair. Thì đây mình sẽ nhấn vào pair nhá. Và các bạn nhớ là phải down cái app này. Đó. Khi mà chúng ta down rồi, chúng ta có thể nhấn vào đây. Chấm chút rồi. Nhấn vào đây chúng ta thêm đèn. Đây mình đã thêm đèn rồi. Mình sẽ nhấn thêm vào đây. Đấy, rất nhiều. Đấy. Rất nhiều đèn luôn. Set đấy wrong pair này. Pairing nhé. Đấy, color B, color M này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, mình sẽ add fixture new đi. Đấy, nó hiển thị ra đèn luôn này. Strike on. Confirm xong, nhấn vào đèn. Đây, cho các bạn xem luôn. Mình sẽ giảm ánh sáng đi này. Đấy. Mày 2007. Đấy, 5006, 6005. Thấy không? Đấy, chúng ta chỉ cần đứng ở xa. Chúng ta chỉ cần đứng ở xa thôi. Đây mình sẽ đứng một bên nhé, các bạn xem này. Đây, đây là với cái softbox hình cầu này, nó sẽ tỏa sáng rất là đều. Không phải softbox tập trung. Mình thử chỉnh một cái màu khác này, đấy. Dim hạ sáng này. Tối đi tắt nhá. Tăng sáng lên này, đấy, max sáng luôn 100% rồi, siêu sáng rất là nhanh. Nó bắt rất là nhạy luôn. Bây chúng ta thử qua gel. Cái gel đây thì nó sẽ là một cái chức năng mà chúng ta lắp vào chóa, nó chiếu gel màu xuống. Đấy, ánh sáng nó hơi sáng, mình sẽ giảm xuống một chút. Đó. Đấy, thì nó sẽ hơi sáng. Đấy, phần này thì chúng ta có thể điều chỉnh thêm những cái phần ánh sáng khác này. Và đây là cái phần RGB. RGB thì đây, RGB này. Thấy không? Đấy, qua một cái lồng đèn này lại còn màu đỏ nữa, trông rất kiểu huyền bí, kiểu ngày xưa ấy. Đấy, độ sáng này tăng, ui, chói lóa luôn ạ. Sợ thật đấy. Đấy. Còn đây là effect là như nào? Đó, các cái chức năng khác này, nhấp nháy này, firework này. Đấy, nó sẽ nhấp start này, mình nhấn start nó sẽ nhấp nháy này. Đấy, nó cứ đổi liên tục này. Mình tắt đi. Đổi sang chức năng khác, beacon này. Đấy, mình có thể đổi nhiều màu. Rất nhiều màu. Ui. Nháy liên tục này, television này, party này, party thử party mà. Nhấp lại, đó. Wedding này. Rất nhiều chức năng luôn. Và chúng ta có thể đổi tên đèn hay những chức năng ở trên này hết nha. Đó, đây một con đèn rất là giá trị, cực kỳ hay trong cái việc sử dụng với tương lai. Đấy, chờ mình đổi lại đèn cũ đã. Ok. Đó. Các bạn thấy không? Đó là mình sau khi đã test xong chiếc đèn này. Và đây là chiếc đèn Cobalt 220 đến từ nhà Cobalt các bạn nhé. Vừa rồi mình cũng đã test xong chiếc đèn Cobalt CL220R. Đó, đến từ nhà Cobalt. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì hay các bạn có muốn chúng mình review những sản phẩm gì nữa, hãy comment phía dưới và chúng mình sẽ giải đáp hết cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.